Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng mới, nói chung thì mới được mở bán trở lại ở cái phiên bản thử nhận Lego Mobile. Đó là vị tướng Tulen, với tên gọi khác là Lôi Quang Chiếu Sáng. Ok, các chiêu thức của con này anh em biết thừa là nó khá là cơ động rồi. Nó mới ra mắt thôi nhưng mà thật sự thì khi mà được làm lại xong thì sức mạnh của nó có được một chút, gọi là tăng thêm một chút. Nó đã bá rồi thì chớ có tăng thêm nó. Rồi ok, đây solo luôn nào, solo luôn. À đau, chết, sai lầm khi solo với Laurel. Nhưng mà thật sự thì vị tướng này với Laurel, Tulen và Laurel solo với nhau thì đây, rồi thoải mái đi, thoải mái đi. Ok, cái lợi của con này anh em, nhiều anh em nếu mà biết chơi nếu mà đã chơi qua vị tướng này rồi, anh em biết là cái bất tử, mang cái phép bổ trợ bất tử đi là một phần rất là lợi đối với vị tướng này. Vì sao? Khi mà vị tướng này anh em lúc sử dụng chiêu thức xong rồi ấn bất tử nha, là anh em vẫn có thể là chiêu thức vẫn được kích hoạt đó. Có nghĩa là khi mà cái điện lôi con hưng nó tích ở trên người xung quanh này, bay xung quanh này đấy, thì anh em ấn bất tử thì nó vẫn có thể tấn công mục tiêu đấy, hoặc là anh em ấn vào chiêu cuối chẳng hạn, xong rồi em ấn bất tử thì chiêu cuối vẫn được kích hoạt. Một điều rất là lợi cho vị tướng này nếu mà còn tị máu thôi. Solo rất là tốt. Ok, ganh luôn, không nói nhiều. đây rồi. Nào, úi giời. Chạy tít vãi. Con này thì anh em biết đây là một vị tướng pháp sư rồi đúng không? Nhưng mà cái khả năng đi rừng nó rất là bá. Thì clip lần sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em, nói chung thì giới thiệu qua cho anh em về cái vị tướng này. Khi mà nó vào rừng, nó đi ganh như thế nào. Một vị tướng pháp sư đi rừng không tốn máu. Vì sao? Vì nhờ cái nội tại của nó này, thế nên là giúp cho nó dọn rừng rất là nhanh. Quái chưa kịp rồi, đây. Đây, nào, thôi. Tặng chú chiêu cuối mà chạy tít vãi. Cái tầm chiêu cuối của con này cũng rất là rộng nha. Khi mà đứng từ xa anh em vẫn có thể sử dụng được, và đối phương chạy ra khỏi cái vòng đấy rồi thì cái chiêu cuối vẫn đuổi theo, nó không bị mất đấy, một điều rất là lợi. Rồi anh em lưu ý là tất cả các chiêu thức của vị tướng này khi mà sử dụng anh em cần phải trúng mục tiêu nha. Là sao? Khi mà chiêu 1 này đấy, chiêu thứ 2 dịch chuyển này, thì anh em dịch chuyển tới trúng mục tiêu thì nó sẽ gây sát thương và cũng như là cộng cho anh em cái vạch trắng ấy kìa, vạch trắng ở bên dưới phần mana của vị tướng này. Đấy, được 3 phát rồi, chết chắc rồi, chạy đâu. Có cái nội tại nữa, ok, một mạng nữa, rất đơn giản thôi. Và khi mà tiếp cận đối phương con này, cái chiêu đầu tiên của nó anh em cứ liên tưởng tới Van đi, Van heo ấy đấy. Van heo thì đứng càng sát, sử dụng chiêu cuối thì nó trúng càng nhiều mũi tên thì đối phương càng chịu nhiều sát thương, thì vị tướng này cũng vậy thôi. Nếu mà đứng gần mục tiêu thì anh em sử dụng khi chiêu đầu tiên này thì nó cũng gây rất là nhiều sát thương và cũng như là cộng khá là nhiều điểm cho vị tướng này, điểm tích lũy để kết hợp với cái nội tại đấy. Rồi cứ 5 phát điểm tích lũy thì anh em sẽ được hồi sinh cái nội tại, bắn khá là đau. Rồi, và khi mà anh em sử dụng cái chiêu cuối này, sử dụng chiêu cuối mà không chết mục tiêu thì không vấn đề, mình không nói về cái đấy. Rồi, cứ chơi bừa đi, kích hoạt nội tại chấm phê. Rồi, ok, siêu việt. Rồi, Laurel team họ hình như là chết mất một mạng đầu, bắt đầu hình như rời trận rồi sao này, đùa. Làm gì mà đến nỗi thế, mình mới hạ một mạng mà. Solo kiểu trao đổi chiêu thức thôi mà. Rồi, anh em lưu ý khi mà sử dụng chiêu cuối này, đối phương còn tị máu rồi anh em sử dụng chiêu cuối mà hạ gục được luôn đối phương ấy. Đấy, mình mà sử dụng chiêu cuối mà hạ gục được luôn đối phương thì chắc chắn thì nó sẽ, nói chung thì nó hồi luôn cái nội tại cho anh em nha. Đấy, một cái rất là lợi. Một vị tướng khả năng cơ động cao, solo tốt, đi ganh tốt, quá là hoàn hảo. Không biết vị tướng này ra mắt Lego Mobile bản chính thức thì thật sự thì nó còn rất là lâu mới ra mắt vị tướng này, nhưng mà cứ luyện dần thôi. Mình rất là thích chơi vị tướng này rồi. Pháp sư mà nó cơ động như thế này thì ai thích. Lúc đầu Royal ra thì anh em cũng hóng lắm, nhưng mà ra xong một phát thì công nhận là rất là nhiều anh em chơi. Đến thời điểm hiện tại, được, xin nhá, xin.
Thôi, mất cái con bùa xanh rồi. Định cướp mà không thành công, đùa. Cướp mà không thành công. Đây, L'Oreal vào lại trận rồi. Level 5 vừa xong, thanh niên này solo mình từ level 2 cơ, hay level 3 gì đấy. Rồi. Cấu tỉa thôi. Đấy, lại bật cái này, chết rồi. Chú chết rồi rồi. Này, hay quá nhờ, đóng bằng như đúng rồi ấy. Rồi, ok, lên bảng nốt. Quá là khỏe. Khả năng con này solo tốt đúng không anh em? Đấy. Hiện tại đi đánh bản thử nghiệm Nico Mobile nó khá là giật lag nha. Cái này là do game chứ không phải do mạng đâu. Lắm lúc mình chơi rồi, sai lầm rồi, đi lạc đường rồi em yêu ơi, rồi. Đi lạc rồi. Đây, tới đây rồi. Kích hoạt cái nội tại rồi, thoải mái đấy, chơi luôn. Rồi đây, hai mạng, ba mạng, đùa. Rồi lao đeo hay quá. Cho ăn qua ra kill nào. Rồi qua ra kill. Đùa Penta, cái mạng Penta của tôi đâu rồi nhở? Chán tất. Ôi giời ơi, Penta của tôi đâu rồi? Đùa. Không có mạng Penta luôn, ô cô cả địch đầu hàng rồi, mình có ăn được quay ra phát. Thấy anh em thấy cái khả năng của nó rất là tốt, sức mạnh rất là bá. Thì anh em cố gắng giữ hết clip này, mình sẽ giới thiệu qua về các trang bị cho vị tướng này nha. Một pha solo cũng khá là hoàn hảo. Ok. Trận đấu này kết thúc khá là sớm, quá 7 phút thôi. Kết thúc rất là nhanh. Team mình là có Quyền Vương rời trận đây. Team họ thì có... cũng có một người rời trận luôn. Đấy. Khả năng đẩy trụ nhiều, ăn lắm vàng rồi, ăn qua kill rồi còn... ăn nhiều mạng nhất này lên điện thoại này. Ok, trang bị của vị tướng này thì đây mình sẽ giới thiệu qua pháp sư nhỉ, tu len bao giờ nhỉ. Đây, ngọc đại pháp sư, giày thuật sĩ, vương miện hammock, rồi quyền trượng. Anh em có thể lên sách thánh nữa, khá là ổn cho vị tướng này nhá. Mặt nạ Paris thì rồi. Ok, đây là các trang bị cho vị tướng tu len, một vị tướng mới, pháp sư mới chuẩn bị, nói chung thì mới ra mắt ở bản thử nghiệm Lego Mobile, mở bán trở lại. Rồi rất là mong anh em có thể là chơi vị tướng này và thử cái độ bá đạo của nó như ra sao. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip này. Thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp anh em ở trong các clip tiếp theo. Bye bye. Thank you.
my mind like a mother of mine. I decide I have a love you and drop you one when I get to at night. I'm okay.